chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Y tế cảnh báo thận trọng khi dùng thuốc Monopiravir trong một số trường hợp. Cần đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động trong thời gian tới. Cục trẻ em đề nghị gỡ ảnh trẻ em trên mạng vụ Tỉnh Thất Bồng Lai. Cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên mua pháo nổ trên mạng ở Bình Thuận. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 242 ngày 11 tháng 1 năm 2022, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Công văn nêu rõ, theo tổng hợp của Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, báo chí phản ánh một số việc như mệt mỏi vì quy định bán tại chỗ, mua mang về thay đổi liên tục. Cùng với đó là việc trạm y tế ở Bình Dương tự ý thu tiền xét nghiệm khi đến tiêm vaccine, cũng như người dân phản ánh một số địa phương áp dụng biện pháp quản lý cách ly chưa phù hợp. Trước việc này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương có văn bản chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp. Liên quan đến thông tin Ấn Độ, loại Monopiravir ra khỏi danh mục thuốc điều trị COVID-19 do lo ngại tác dụng phụ, Bộ Y tế đã có phản hồi, thuốc Monopiravir đã được cấp phép lưu hành có điều kiện tại Anh, phê duyệt sử dụng khẩn cấp tại Mỹ, tại Nhật Bản và một số quốc gia khác. Đồng thời, căn cứ các chỉ định khuyến cáo của Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA và Cơ quan Quản lý Dược và Sản phẩm Y tế của Anh, các nội dung quan trọng cần đặc biệt lưu ý là Monopiravir được sử dụng để điều trị COVID-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành dương tính với SARS-CoV-2 và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng. Thuốc dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới 5 ngày, không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp, không được sử dụng để dự phòng, sau hay trước phơi nhiễm để phòng COVID-19. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc đối với phụ nữ có thai và cho con bú. Để đảm bảo an toàn, hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc Monopiravir khi có đơn của bác sĩ. Số ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao trên cả nước. Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở thu dung đều trở nên quá tải. Bởi vậy, nhiều địa phương đã triển khai phương án quản lý điều trị tại nhà đối với những trường hợp bệnh không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Việc điều trị F0 tại nhà, nơi cư trú đang là mô hình điều trị phù hợp trong trạng thái bình thường mới, được coi là giải pháp linh hoạt để kiểm soát hiệu quả người nhiễm COVID-19, từ đó góp phần giảm áp lực cho các cơ sở điều trị COVID-19, lại tạo tâm lý thoải mái, lạc quan cho người bệnh. Với một cái số lượng F0 tăng rất là đáng kể trong một cái thời gian thì lực lượng y tế hiện nay chúng tôi cũng rất là khó khăn. Do vậy là thành ủy cũng như là ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có cái chỉ đạo là sẽ huy động các lực lượng ở các ban ngành đoàn thể sẽ phối hợp trong công tác điều trị COVID, bệnh nhân COVID tại nhà. Thế và đặc biệt bây giờ thì sắp tới thì sẽ đưa cái lực lượng thanh niên sẽ là nòng cốt chính trong cái việc phối hợp với cả cán bộ y tế. Hà Nội đang được xác định vùng dịch cấp độ 2 với 8 quận ở cấp độ 3 là Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Tây Hồ. Vùng xanh duy nhất của thủ đô là huyện Phúc Thọ. 21 địa phương khác đã chuyển sang cấp độ 2 theo quyết định 4800 của Bộ Y tế. Do vậy, các biện pháp triển khai cần phải được phù hợp và thích ứng với từng vùng. Việc tiếp cận với người dân một cách sớm nhất và nhanh nhất đó là hỗ trợ người dân về cung ứng dịch vụ y tế sẽ giúp cho người dân cảm thấy rất là yên tâm, tránh bớt lo lắng, hoang mang khi được điều trị tại nhà. Và một cái nội dung rất quan trọng nữa là Hà Nội đã thực hiện việc cấp phát thuốc đầy đủ cho người dân khi điều trị tại nhà với cái túi thuốc A và túi thuốc C. Đặc biệt là đoàn thanh niên là nòng cốt sẽ thực hiện cái việc cấp phát thuốc cho người dân tại nhà, hay là đo SPO2, hay là cập nhật những cái tình trạng sức khỏe của người dân trên cái phần mềm công nghệ thông tin. Với mục tiêu giảm tối đa bệnh nhân COVID-19 chuyển nặng, tử vong, cùng với đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine là tăng cường vai trò của y tế cơ sở, đặc biệt là các tổ y tế lưu động, cũng như đầu tư thêm nguồn lực điều trị của người bệnh, xây dựng các kênh kết nối hướng dẫn điều trị bệnh nhân F0 đang cách ly tại nhà và kịp thời tới các cơ sở y tế khi bệnh chuyển nặng. Thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ đã chuẩn bị tốt các điều kiện để đón du khách trong đợt cao điểm mùa du lịch đầu năm
từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2022. Trong đó, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được xã ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và người dân. Sau thời gian dài tạm thời dừng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các điểm du lịch tại xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ đã hoạt động trở lại. Để chuẩn bị tốt các điều kiện đón du khách tham quan trong đợt cao điểm mùa du lịch đầu năm 2022, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các ban quản lý, các hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, đồng thời lên các phương án tổ chức lễ hội đầu năm đảm bảo an toàn. Để chuẩn bị bước vào nhân dịp cái đầu năm đón Tết Nhâm Dần trong thời gian tới thì Đảng ủy cũng đã chuẩn bị kế hoạch xây dựng giao cho Ủy ban là xây dựng kế hoạch đón xuân năm mới. Thì lồng vào cái chương trình lễ hội hoa ban của tỉnh Điện Biên sắp tới thì các ủy chính quyền địa phương thì cũng đã chủ động mọi cái để giao về cho các thôn bản dọn dẹp vệ sinh, phát quang đường làng ngõ xóm, chuẩn bị đón những lượt khách du lịch đón Tết nữa. Để đón khách du lịch an toàn, nhất là dịp nghỉ lễ, Ban Quản lý Khu Di tích, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ đã chủ động thực hiện công tác phòng dịch như chuẩn bị nước sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt. 100% cán bộ nhân viên đều tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19. Ngoài ra công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự cũng được đảm bảo. Để đảm bảo là trong cái mùa du lịch là đầu năm tới thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị là trong công tác là phục vụ khách du lịch. Thứ nhất là chúng tôi thực hiện tốt các phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế, khử khuẩn, đeo khẩu trang và không tập trung đông người, giữ khoảng cách và khai báo y tế. Sự chuẩn bị chu đáo, công tác phòng dịch và an ninh trật tự vệ sinh môi trường giúp du khách yên tâm hơn khi đến với Mường Phăng. Chỉ còn vài tuần nữa sẽ tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Vé máy bay, tàu hỏa dịp Tết vẫn khá dồi dào, đa dạng giờ đi lại cho hành khách lựa chọn và giá vé đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Khảo sát trên các kênh bán vé máy bay trực tuyến của hãng hàng không, giá vé khứ hồi đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội khởi hành ngày 29 tháng 1, tức ngày 27 chạp năm Tân Sửu và trở lại vào ngày 6 tháng 2, ngày 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần đang ở mức rẻ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Dịp Tết Nhâm Dần 2022, các hãng hàng không trong nước dự kiến cung ứng khoảng 2,7 triệu ghế, chỉ bằng khoảng 70 đến 75% so với Tết năm ngoái do ảnh hưởng của dịch và nhu cầu di chuyển thấp. Với đường sắt, ngành này dự kiến cung ứng khoảng 210.000 chỗ cho cả trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, thống kê của ngành đường sắt cho thấy lượng vé tàu Tết đã bán được khoảng 31.000 vé, chỉ bằng khoảng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, số lượng vé bán được của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội rất thấp. Tính đến ngày 10 tháng 1 năm 2022 mới bán được 11.233 vé, số lượng chỉ bằng 48% và tiền thu chỉ bằng 43% so với Tết năm 2021. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa kiến nghị Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về tăng giờ làm thêm trong năm. Theo đó, số giờ làm thêm tối đa trong tháng được đề xuất tăng lên 72 giờ thay vì 40 giờ như hiện nay. Mức trần 300 giờ làm thêm trong năm được áp dụng cho tất cả các ngành nghề do chủ sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng cần thiết tăng giờ làm thêm bởi đại dịch COVID-19 kéo dài 2 năm. Đặc biệt là đợt dịch thứ tư làm đứt gãy sản xuất, doanh nghiệp thiếu hụt lao động, nhất là cuối năm. Trước mắt, chính sách dự kiến áp dụng tới ngày 31 tháng 12 năm 2022. Làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát đã ảnh hưởng lớn đến thị trường lao động, việc làm, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của cả nước năm 2021 ước tính là 3,22% và cao hơn so với các năm trước. Đặc biệt, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong quý 3 năm 2021 cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Trước thực trạng này, cần có những giải pháp cụ thể phù hợp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thị trường lao động. Làm việc cho một công ty thiết kế nội thất đã nhiều năm nay, anh Phạm Văn Tú ở Hoàng Mai, Hà Nội chưa từng nghĩ rằng trước tác động của dịch COVID-19, mình lại bị thất nghiệp khi doanh nghiệp cắt giảm nhân sự để thu hẹp quy mô kinh doanh, mất đi nguồn thu nhập ổn định. Với vốn kinh nghiệm của mình, anh Tú đã cố gắng tìm một công việc mới. Thế nhưng trong bối cảnh dịch bệnh, điều này không hề dễ dàng. Trong tình hình dịch chung ấy, thì công ty của tôi thì có họ
tình hình kinh tế khó khăn, về việc dự án các thứ thì cũng bị đình lại, thì có bị sắp xếp và cắt giảm nhân sự, thì mình thì lại vào trong những thành phần bị trong danh sách được cắt giảm. Vì thực sự là khi cắt giảm thì cái nguồn thu nhập ổn định của mình thì nó đang bị mất, thì cũng phải nhanh chóng tìm các cái công việc khác thay thế. Tuy nhiên vì cái tình hình dịch khó khăn nên đâm ra là rất khó để tìm việc cũng như làm các công việc tạm thời. Bên cạnh các đơn vị doanh nghiệp cắt giảm nguồn nhân lực thì cũng có rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động. Trong giai đoạn bình thường mới, các doanh nghiệp bắt đầu khôi phục lại hoạt động, mở rộng sản xuất kinh doanh nên nhu cầu tuyển dụng về nhân sự là lớn. Trước nghịch lý đó, việc kết nối giữa cung cầu lao động là vô cùng quan trọng. Giữa cái cung và cầu lao động bao giờ nó cũng có những cái khoảng cách. Như vậy, bài toán ở đây nó là cái sự chưa được tương xứng và cái sự chậm trễ của thị trường lao động, thì chúng ta sẽ phải có những cái giải pháp về mặt vĩ mô để mà chúng ta thực hiện cái kết nối giữa cái cầu của lao động và cái cung của người lao động. Nhiều hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng lao động với nhiều hình thức trực tiếp, gián tiếp đã được thực hiện tại nhiều địa phương. Trong đó, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã chủ động phối hợp với các đơn vị địa phương tiến hành thu thập thông tin, triển khai bằng hình thức kết nối trực tuyến giữa doanh nghiệp và người lao động. Đây là phương thức giới thiệu việc làm đơn giản nhưng kết quả đạt được rất tích cực. Cách thức hoạt động diễn ra theo hai chiều, có sự tương tác qua lại giữa doanh nghiệp và người lao động, phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch. Hỗ trợ cho người lao động cũng như là hỗ trợ doanh nghiệp bằng việc là kết nối trực tuyến, phỏng vấn trực tuyến, rồi ứng dụng về công nghệ thông tin khác để doanh nghiệp và người lao động có thể trực tiếp gặp gỡ, trực tiếp trao đổi với nhau. Hai nữa là về công tác tư vấn thì chúng tôi cũng đã áp dụng rất nhiều các cái hoạt động tư vấn qua hình thức trực tuyến, và chúng ta phải hạn chế những hoạt động trực tiếp. Đặc biệt trong thời gian tới này thì chúng tôi được quản lý hoạt động của 15 cái đầu điểm và 13 cái điểm sàn giao dịch việc làm vệ tinh. Thì chúng tôi sẽ đồng bộ tổ chức các cái hoạt động thu thập thông tin thị trường lao động về cung về cầu. Hai nữa là chúng tôi sẽ đồng bộ tổ chức các cái hoạt động giao dịch việc làm hàng ngày cũng như là các hoạt động giao dịch việc làm chuyên đề để mà có thể kịp thời hỗ trợ nhanh nhất cho doanh nghiệp cũng như là cho người lao động. Dự báo tình hình năm 2022 sẽ còn nhiều tiềm ẩn, khó khăn, phức tạp. Việc nắm bắt nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, qua đó có những giải pháp kết nối cung cầu, lao động tại các địa phương là rất cấp thiết hiện nay. Bên cạnh đó cũng cần triển khai các chính sách đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thích ứng với yêu cầu tăng trưởng và phát triển kinh tế, đáp ứng với nhu cầu thực tiễn. Với mục tiêu xây dựng, thiết lập và chuẩn hóa dữ liệu, cấp giấy chứng nhận mã số vùng trồng cây ăn quả chủ lực của tỉnh Hưng Yên, phục vụ xuất khẩu đi các nước như Mỹ, Úc, châu Âu, Trung Quốc. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có 17 vùng được cấp mã số vùng trồng cây ăn quả phục vụ xuất khẩu, còn gọi là OTAS. Năm 2021, Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh đã cấp mới 2 mã số vùng trồng cho 2 vùng vải tại xã Minh Tiến và Phan Xào Nam của huyện Phù Cử, đồng thời duy trì 15 vùng trồng đã được cấp mã các năm trước như nhãn, chuối. Định kỳ 6 tháng một lần, cơ quan cấp mã cử cán bộ lấy 20 mẫu giám định sinh vật hại trong danh mục cấm, gồm mẫu giám định nấm bệnh, côn trùng gây bệnh. Hàng tháng kiểm tra việc sử dụng và tình hình kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật, cập nhật dữ liệu kiểm tra lên hệ thống tiêu chuẩn OTAS, đồng thời cấp tem truy xuất và phối hợp với các địa phương để xuất khẩu sản phẩm. Hệ thống tiêu chuẩn OTAS là tiêu chuẩn có khả năng truy xuất và xác thực nguồn gốc trên cơ sở xuôi dòng và ngược dòng các sản phẩm, trong đó có mặt hàng nông sản. Việc xác thực theo hệ thống tiêu chuẩn OTAS là điều kiện để đàm phán hàng rào kỹ thuật với các nước xuất nhập khẩu, tạo điều kiện nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm của tỉnh được thị trường quốc tế chấp nhận. Cuối năm, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao cũng là thời điểm các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Tại Đà Nẵng, lực lượng chức năng thời gian gần đây liên tục thu giữ số lượng lớn hàng giả, hàng nhái, không hóa đơn chứng từ, tuồn hàng vào thị trường tiêu thụ. Một dây chuyền bột chét đường giả nhãn hiệu Jotun và Dulac vừa bị công an quận Liên Chiểu bắt quả tang khi đang sản xuất. Hàng loạt lô hàng ngoại nhập gồm quần áo, mỹ phẩm không hóa đơn chứng từ bị thu giữ. Nhiều mặt hàng như thuốc lá, sản phẩm điện tử và đồ gia dụng cũng bị công an quận Thanh Khê đấu tranh và bắt giữ. Phần lớn các sản phẩm đều được giao dịch qua mạng xã hội, các trang thương mại điện tử nên đều không rõ nguồn gốc. Số lượng các cái vụ vi phạm và số lượng hàng hóa vi phạm thì thực tế qua cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của đội cảnh sát kinh tế thì thấy nó diễn ra thường xuyên liên tục.
nó không hề có dấu hiệu giảm. Đặc biệt đến cái giai đoạn cuối năm thì hàng hóa về càng nhiều hơn, càng có cái hành vi vi phạm của các cơ sở kinh doanh nhiều hơn. Bên cạnh hàng trăm vụ liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại bị phát hiện và xử lý với giá trị hàng hóa tịch thu gần 10 tỷ đồng. Hiện tại lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra hàng hóa, chủ yếu là về nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng với những mặt hàng có nhu cầu mua sắm lớn vào dịp cuối năm. Tăng cường cái kiểm tra kiểm soát các hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhất là các đối tượng kinh doanh hàng lậu, hàng giả trên mạng xã hội như là Facebook, Zalo. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ, nâng giá bất hợp lý. Ngoài ra, Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường lực lượng xuống các địa bàn, cũng như là phối hợp chặt chẽ với lại các thành viên của ban chỉ đạo 389 thành phố Đà Nẵng nhằm bình ổn thị trường, tăng cái nguồn cung hàng hóa, đảm bảo cái lượng hàng hóa là dồi dào, đa dạng, phong phú. Ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, mỗi người dân cần tham gia tố giác tội phạm khi phát hiện cơ sở kinh doanh có hành vi gian lận thương mại, đảm bảo những sản phẩm có thương hiệu cạnh tranh lành mạnh trên thị trường. Liên quan tới vụ tỉnh Thất Bồng Lai, mới đây, Cục Trẻ Em đề nghị Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra xử lý các tài khoản fanpage chia sẻ hình ảnh trẻ em trong vụ việc này. Việc chia sẻ hình ảnh tràn lan đi kèm theo thông tin chưa được kiểm chứng có thể khiến các em bị tổn thương, dễ bị bạn bè trêu chọc xa lánh, dẫn tới nguy cơ bỏ học. Bên cạnh đó, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ từ 7 tuổi trở lên hoặc cha mẹ người giám hộ có thể bị xử phạt hành chính đến 30 triệu đồng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đề nghị các tỉnh thành ra soát việc đăng ký cấp phép hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập, quỹ từ thiện chăm sóc nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Việc tiếp nhận, quản lý trẻ em được chăm sóc nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội trên toàn quốc và gửi về Bộ trước ngày 28 tháng 2. Gần đến Tết Nguyên đán, một bộ phận thanh thiếu niên học sinh đã sử dụng mạng xã hội để giao dịch mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trái phép, dẫn đến những hậu quả khó lường, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự của địa phương, ghi nhận tại Bình Thuận. Đây là vụ tàng trữ sử dụng và chế tạo pháo trái phép mà công an thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận phát hiện và bắt quả tang vào dịp cận Tết Dương lịch. Các đối tượng trong vụ việc này đều trong độ tuổi còn đi học, tự đặt mua các loại thuốc pháo trên mạng về tự chế tạo rồi chia sẻ với bạn bè để cùng sử dụng. Thì lúc đầu con lên mạng thấy trên mạng thấy ham vui quá. Rồi con lên mạng con đặt số thuốc đó về. Con cách khoảng cỡ một tuần để giao tới. Xong rồi về tới nhà, xong rồi con học, con xem lại trên mạng. Con coi mạng, xong con làm theo hướng dẫn trên mạng. Các chất để chế tạo pháo được bán công khai, không chỉ kem học sinh mà bất cứ ai cũng có thể đặt mua trên mạng hoặc mạng xã hội. Các video hướng dẫn chế tạo pháo khá chi tiết. Đây chính là lý do kích thích kem học sinh tò mò đặt mua về làm thử. Đối với các loại pháo nổ chế tạo sẵn thì các đối tượng sử dụng biện pháp rất tinh vi. Khi có nhu cầu đặt mua, đối tượng sẽ giã ra từng loại để vận chuyển qua mặt các cơ quan chức năng. Số đối tượng nó manh động là vận chuyển các cái phế phẩm, phế liệu, cái vật để chế tạo ra pháo đó, như thuốc nổ này, thuốc pháo này, rồi các cái dây dẫn này, là nó giã ra, nó cái tinh vi là nó chuyển từ đường mạng về. Là các dựa vào các trang mạng là nó chuyển về cho các cái số đối tượng như này là tự chế tạo và sử dụng. Việc tàng trữ mua pháo là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ gây mất an ninh trật tự còn gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây một em học sinh lớp 9 tại huyện Tánh Linh đã bị thương vì sử dụng pháo nổ. Mức độ vi phạm của các đối tượng mà cơ quan chức năng có biện pháp xử lý cho phù hợp, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì sẽ xử lý hình sự theo pháp luật hiện hành. Riêng đối với các cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ quyết liệt xử lý nghiêm các hành vi vi phạm buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ. Trong những ngày cuối năm, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt nhiều vụ mua bán tàng trữ pháo nổ trái phép. Trong đó có rất nhiều vụ việc là các thanh thiếu niên học sinh. Chính vì vậy, để đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, mỗi thanh thiếu niên cần nói không với pháo nổ. Ngoài ra, gia đình có vai trò rất lớn trong việc quản lý, không để các em mua bán tàng trữ pháo trái phép, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc và có thể đưa các em vào vòng lao lý. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.